Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư 28 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cố nhốt Hồ Duy Hải, chánh án Nguyễn Hòa Bình quyết tâm giữ ghế. Dư luận mới đây lại bùng lên nỗi xót thương khi nghe tin Hồ Duy Hải gầy yếu, xanh xao và suy kiệt vì mất niềm tin vào những bộ óc của Quốc hội và Viện Kiểm sát hay Tòa án Nhân dân tối cao là sẽ xem xét lại cho mình. Cùng lúc đó, chánh án tối cao ông Nguyễn Hòa Bình báo cáo với Quốc hội rằng chưa phát hiện án oan. Đây là hình ảnh ông chánh án Tòa án tối cao ông Nguyễn Hòa Bình trong phiên xét xử giám đốc thẩm y án tử hình Hồ Duy Hải. Việc xét xử các vụ án hình sự trong nhiều năm qua đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Báo cáo gửi Quốc hội của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho hay như vậy. Tin mới không mấy vui về tử tù Hồ Duy Hải được Facebook thắng cho rằng hôm 15 tháng 10 năm 2020, bà Nguyễn Thị Loan đã được thăm gặp tử tù Hồ Duy Hải sau 4 tháng. Hải như mô tả của bà Loan là chưa bao giờ ốm gầy như vậy. Hải xanh xao, ốm, tóc rụng nhiều, còn lơ thơ, sợi bạc dù mới 35 tuổi. Hải tinh thần không tốt, phó mặc nói ra sao thì ra, Hải chán nản vì đã tù đầy quá lâu. Hải giống như không còn hy vọng để cố gắng, thậm chí không muốn nghe lời động viên từ em và mẹ. Tháng trước gặp em gái, Hải còn lạc quan, khỏe mạnh hơn nhiều. Chỉ sau một tháng không rõ vì lý do gì mà Hải trở nên như vậy. Không khí, không gian thăm gặp cũng không còn dễ thở như những lần trước. Bà Nguyễn Thị Loan cũng đau buồn xác nhận tình trạng kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần của Hồ Duy Hải trong lần thăm con vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. Lý do suy kiệt về tinh thần là Hồ Duy Hải đã không thấy tín hiệu khả quan về vụ án oan sai của mình sẽ được các cấp thẩm quyền giải quyết. Mười mấy năm nay, họ có giải quyết gì cho mình đâu. Họ chỉ làm theo cách của họ thôi. Hồ Duy Hải đã nói với mẹ bằng sự chán nản tột cùng như vậy. Facebook Khải Hoàn thì bình luận như sau. 13 năm nhốt trong phòng tối, cùng chân, đói khát, tra tấn. Thật không còn gì bù đắp nổi. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải. Facebook Tuyết Tường viết tiếp. Thương cô Loan quá, đau khổ tột cùng, khóc hết nước mắt rồi còn đâu. Xin hãy thả tự do cho Hồ Duy Hải. Còn bạn Kim Bùi thì bi quan nói rằng, vụ này sẽ chìm vào quên lãng, chẳng ai giải quyết, dù người dân lên tiếng rất nhiều. Một tin tức mới giúp cho các chi tiết của vụ án sáng sủa lên khi hy vọng Hồ Duy Hải lên tinh thần, đó là sự xuất hiện của nhân chứng quan trọng Đinh Vũ Thường, người mà Viện Kiểm sát đã tự ý viết rằng anh Thường nhận dạng được Hồ Duy Hải, mặc dù anh Thường khai hoàn toàn khác. Tuy nhiên, với một sự thẳng thắn minh bạch đến tận cùng, anh Đinh Vũ Thường đã lên tiếng tố cáo sự cố ý mượn tên anh nhằm thêm thắt những lời khai hoàn toàn thiếu chính xác vào hồ sơ và cáo trạng của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Với tình tiết mới này, luật sư Trần Hồng Phong và gia đình bị án Hồ Duy Hải mới đây đã tiếp tục làm đơn kêu oan, đồng thời tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, đề nghị kháng nghị tái thẩm. Trong đơn mới này, luật sư Trần Hồng Phong tố cáo đích danh Lê Thành Trung cho hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án nêu trên. Đính kèm đơn lần này là đơn của nhân chứng Đinh Vũ Thường. Anh Thường đứng tên tố cáo rằng các bản khai của anh đã bị viết thêm vào và chữ ký của anh đã bị giả mạo. Nội dung đơn cũng có tình tiết mới khác là xác nhận của nhân vật Nguyễn Mi Dô được biết đến là bạn trai của nạn nhân Hồng. Đây là hình ảnh nhân chứng Đinh Vũ Thường trả lời phóng viên về toàn bộ sự việc liên quan đến bưu điện Cổ Voi và khẳng định rằng anh hoàn toàn không nhận diện Hồ Duy Hải ở đó, ngược lại với điều ghi trong cáo trạng. Anh Mizo xác nhận mình được lấy lời khai ngay vào ngày 14 và 15 tháng 1 năm 2008. Thế nhưng trong hồ sơ vụ án lại chỉ có lời khai của nhân vật này được cơ quan điều tra lấy vào tháng 6 năm 2008, tức là sau khi đã bắt Hồ Duy Hải. Đơn được gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội và các cơ quan báo chí. Chiều muộn ngày 25 tháng 10 năm 2020, báo Tuổi Trẻ đưa tin là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đang báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về vụ án Hồ Duy Hải. Mặc dù báo Tuổi Trẻ không nói rõ là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đang báo cáo với cơ quan nào, nhưng căn cứ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Bộ luật Tố tụng Hình sự thì có thể hiểu cơ quan có thẩm quyền ở đây chính là Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
thậm chí là cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Cho tới thời điểm này, vụ án Hồ Duy Hải được trải qua hai cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm. Thông thường, một vụ án sẽ dừng lại ở đây sau khi đã có bản án phúc thẩm phát sinh hiệu lực ngay. Đồng thời, vụ án này cũng đã trải qua thủ tục tố tụng đặc biệt như xét xử giám đốc thẩm của toàn thể hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, tức là cấp xét xử cao nhất và cuối cùng trong hệ thống tư pháp của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 trên 17 vị thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao biểu quyết tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Luật sư Đặng Bá Kỹ đưa ra những kịch bản có thể xảy ra như sau. Thứ nhất là khả năng trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thì chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nghĩa là trong trường hợp này, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bắt buộc phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm nêu trên của chính mình trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặc dù vậy, Hội đồng thẩm phán vẫn là người có thẩm quyền cuối cùng phán quyết về nội dung vụ án, nghĩa rằng Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có quyền không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với những quốc gia có tòa án bảo hiến hoặc tòa án độc lập thì có thể khác, nhưng với quy định của pháp luật hiện tại ở Việt Nam, nếu xảy ra tình huống mà Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vẫn bảo vệ quan điểm của mình, tức là không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì về mặt lý thuyết chỉ còn một cách là Quốc hội sẽ bãi nhiệm, miễn nhiệm hết dàn Hội đồng thẩm phán hiện tại, rồi bổ nhiệm một dàn mới để xem xét lại vụ án. Nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra dưới thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn trong trường hợp Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì Hội đồng thẩm phán sẽ hủy sơ thẩm, hủy án phúc thẩm, hủy quyết định giám đốc thẩm và tuyên ngay Hồ Duy Hải vô tội hoặc để điều tra xét xử lại từ đầu. Đây là hình ảnh, bản ảnh hiện trường hồ sơ vụ án cho thấy hàng loạt vị trí bắt buộc phải lưu dấu vân tay hung thủ, nhưng tuyệt nhiên không có dấu tay của Hồ Duy Hải. Khả năng thứ hai là trường hợp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị, thì Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị đó. Khác với khả năng thứ nhất, với khả năng thứ hai này thì Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không bắt buộc phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm nêu trên của mình, mà sẽ trải qua hai bước. Bước 1, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên họp để xem xét kiến nghị, đề nghị vừa có hợp lý hay không, tức là có cơ sở pháp lý và căn cứ nào hay không. Nếu Hội đồng thẩm phán cho rằng không có căn cứ thì có quyền không mở phiên họp xem xét lại. Bước 2 là trường hợp Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhất trí xem xét lại quyết định của mình, thì Hội đồng thẩm phán sẽ mở phiên họp gọi là phiên thứ 2 để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm cũng như vụ án. Có thể giải thích cơ bản rằng khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Hội đồng thẩm phán buộc phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của mình. Còn khi có kiến nghị, đề nghị của Ủy ban Tư pháp, Viện trưởng Viện tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì Hội đồng thẩm phán có quyền từ chối, không mở phiên họp. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Hội đồng thẩm phán vẫn là người có thẩm quyền cuối cùng phán quyết về nội dung vụ án này. Nghĩa là Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có quyền không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, không chấp nhận kiến nghị, đề nghị của Ủy ban Tư pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong trường hợp Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc chấp nhận đề nghị, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thì Hội đồng thẩm phán sẽ hủy án sơ thẩm, hủy án phúc thẩm, hủy quyết định giám đốc thẩm, đồng thời tuyên ngay Hồ Duy Hải vô tội hoặc để điều tra xét xử vụ án lại ngay từ đầu. Đây là hình ảnh bản cung của ông Phùng Phụng Hiếu, là nhân chứng đầu tiên sau 3 năm mới lấy lời khai đầu tiên, nhưng không phải do cảnh sát điều tra mà là do Viện Kiểm sát, ngay khi đã tuyên án tử hình Hồ Duy Hải và bản án có hiệu lực trước đó 3 năm. Những vấn đề nổi cộm trong vụ án và tính phức tạp pháp lý ở trong vụ án này. Trong vụ án này, người ta nói rằng mặc dù quá trình điều tra vụ án có những thiếu sót, nhưng căn cứ vào những sự hợp lý của nhiều tình tiết khác, ví dụ như tại sao hung thủ biết chỗ bán vàng, biết các đồ dùng ở hiện trường, vân vân, nên việc khẳng định Hải có tội là có cơ sở. Ấy thế nhưng, cũng cách nói như vậy, khi ở chiều ngược lại sẽ thấy rằng những tình tiết phi lý nếu chứng minh Hải có tội
lại nhiều hơn thế cả bội phần. 5 lần 7 lượt họ đều nói trước khi xảy ra vụ án rằng các bên có ngồi tán tỉnh vuốt ve nhau, ấy vậy nhưng chẳng có thấy tí vân tay nào cả. Hung thủ giết hai mạng người bằng dao thớt, không phải sát thủ chuyên nghiệp, cũng không phải giằng co với nạn nhân, vậy mà cũng không có chút dấu vân tay nào. Thứ ba là hung thủ khai sau khi giết hại nạn nhân có tới rửa tay, lau chùi ở labo vòi nước và thật lạ lùng có không để lại dấu vân tay nào cả ở đây. Thứ tư là thời điểm nạn nhân bị tử vong được khẳng định không rõ ràng, dẫn đến việc xác định sai bằng chứng ngoại phạm. Thứ năm là hung khí gây án là dao, thớt, nơi có thể xác định được dấu vết tội phạm nhanh nhất, chính xác nhất, đã biến mất không một chút tàn tích. Với một vụ án có nhiều bất hợp lý như vậy, vấn đề được đặt ra là tại sao không để cho vụ án được điều tra xét xử lại từ đầu, chỉ là hủy án để điều tra lại, chứ chưa phải là tuyên hải vô tội. Vậy tại sao không để cho vụ án có cơ hội được một lần nữa quay vòng xe để xem xét, giải quyết, đánh giá toàn bộ? Đến lúc đó, dù kết quả có như thế nào, nhưng khi mọi thứ đã rõ ràng thì chắc hẳn mọi người đều tâm phục, khẩu phục. Và cũng không còn ai phải giày vò hay oán trách gì nhau. Tại sao không để cho một cơ hội như thế diễn ra? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 với bản tin Cố nhốt Hồ Duy Hải, chánh án Nguyễn Hòa Bình quyết tâm giữ ghế. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo .de.